Sáng mùng 4 tháng 6 tại Yên Bái, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2. Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2. Năm 2024, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 tổ chức huấn luyện các chiến sĩ mới thuộc 14 huyện, 6 tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, khắc phục khó khăn, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân khu, chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn của các cấp. Quá trình huấn luyện, Trung đoàn 174 đã bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tăng cường hội thao, kiểm tra, rút kinh nghiệm. Chiến sĩ mới tiếp thu các nội dung về chính trị, điều lệnh, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, hậu cần và kỹ thuật, hoàn thành tốt các chỉ tiêu xây dựng điểm trong huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng chỉ thị của sư đoàn. Hôm nay, thay mặt cho tất cả chiến sĩ mới, tôi lên đọc 10 lời thề. Tôi rất là vinh dự và tự hào trong không khí trang nghiêm của buổi lễ. Đây cũng là dấu ấn xuyên suốt cuộc đời quân ngũ của tôi và đây cũng là động lực để cho tôi cố gắng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho đơn vị. Được chứng kiến lễ tuyên thệ, chúng tôi cảm thấy rất xúc động và thực sự tận thấy sự trưởng thành vượt bậc của các chiến sĩ tân binh. Trong một thời gian ngắn, các chiến sĩ đã có những cái bước tiến bộ trưởng thành rất rõ nét, thể hiện ở cái tinh thần, ý chí quyết tâm và đặc biệt là cái tinh thần khí thế quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng bước ngấm vào các chiến sĩ mới, tạo ra một lễ tuyên thệ hết sức là hào hùng. Trực tiếp thăm hỏi, động viên các chiến sĩ mới, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng các chiến sĩ đã trải qua quá trình huấn luyện ban đầu đạt được nhiều kết quả tốt. Nhấn mạnh, được đứng trong hàng ngũ quân đội, được phụng sự nhân dân, đất nước là niềm vinh dự lớn lao, cho nên cần cố gắng, quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Thì các cháu phải thấy đây là một cái điều rất là vinh dự, cho nên mình cố gắng, quyết tâm, phấn đấu học tập, rèn luyện cho thật tốt. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, vào như là các cháu đọc 10 lời thề hôm nay nhé. Tuyên thệ chiến sĩ mới hôm nay có 10 lời thề các cháu đọc và rất ý nghĩa. Rồi, cảm ơn các cháu, chúc các cháu sức khỏe nhé. Để phát huy và nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo Quân khu 2 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn tập trung tiếp tục xây dựng cho mình lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với lòng tin yêu của đơn vị, sự mong mỏi, kỳ vọng của chính quyền địa phương và gia đình để xây dựng đơn vị vững mạnh. Phát huy truyền thống, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, quyết chiến, quyết thắng của Trung đoàn 174 anh hùng, góp phần tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.